Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Hôm nay thì nói chung ấy là có update mới anh em ạ. Nên là tôi cũng phải là sản xuất video clip luôn. Đấy, bởi vì mỗi lần update là có rất nhiều những cái vấn đề mới. Những cái vấn đề gây tranh cãi cho rất nhiều anh em ở trên kênh. Đấy, bản thân tôi là cũng là hôm nay là cũng là phải có một cái cuộc đàm đạo với các anh em ở trong cái nhóm đấy, để xem là tình hình là update này nó đang như thế nào. Rất nhiều những cái mà khiến cho tôi bỡ ngỡ, tôi cũng giống anh em. Đấy, trận này nó mới là cái trận thứ hai thôi anh em ạ. À, trận đầu tiên thì tôi đã có một chút sai lầm, tí nữa tôi sẽ kể cho anh em cái sai lầm của tôi. Đấy, và đây là cái trận thứ hai và tôi sẽ rút kinh nghiệm, tôi sẽ đưa ra những cái sai lầm của tôi cho anh em để anh em cũng rút kinh nghiệm luôn. Anh em mà nếu mà giả sử như anh em chơi cái trận đầu tiên ấy thì anh em sẽ không bị vướng cái lỗi như tôi nữa ở trong cái meta mới anh em nhá. Meta mới này rất sida. Đấy, những cái thay đổi rất sida nhá anh em nhá. Anh em hãy đợi, anh em đợi. Đấy, tôi tí nữa tôi sẽ dần dần tôi sẽ nói để anh em biết. Còn tôi sẽ không nói luôn nha anh em nhá. Từ từ bình tĩnh. Đấy, còn đầu clip như thường lệ tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Thành Đặng đã donate cho tôi qua cái hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Sorry anh em là mấy hôm trước anh em có donate cho tôi nhưng mà tôi lại quên mất, tôi lại chưa cảm ơn được anh em. Hôm nay tôi sẽ cảm ơn trong video clip này. Và cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em. Anh em Trần Đức Huy, anh em Phạm Lam Phong, anh em Nguyễn Long và anh em Vũ Đức Việt đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập hàng tháng ổn định. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Update liên tục anh em nhỉ. Tôi cũng không hiểu sao mà nó cứ update, cứ tầm ở 2 tuần là update một lần thôi. Rất nhanh, rất nhanh ấy. Tôi nhớ là cái phiên bản thử nghiệm là họ mới đưa vào test cách đây khoảng 2 tuần, chưa đến 2 tuần. Một tuần thôi, hơn một tuần thôi anh em ạ. Thế mà bây giờ đã tung ra ở cái phiên bản mới rồi mà tôi thấy là có rất nhiều anh em kêu là bị lỗi. Đấy. Đặc biệt là nhà phát hành là chỉ là có cái tập trung quá nhiều vào cái việc là update những cái con tướng mới, những cái thay đổi về mặt là trong game hay là update những cái skin, nhưng mà lại quên mất một cái điểm mà cần phải là sửa sớm. Đây chính là cái việc là cái bản PC. Cái bản PC hiện tại là vẫn chưa chơi được anh em ạ. Bản PC bây giờ là chúng ta sẽ bị giật lag, và đặc biệt là cái lỗi mà flag màn hình, nó sẽ có những cái chớp chớp nó rất là khó chịu. Và cái lỗi đấy nó đã rất lâu rồi, nó tồn tại rất lâu rồi, nhưng mà nhà phát hành là không có chú tâm đến cái việc sửa cái lỗi đấy. Đấy, đến cái phiên bản hiện tại thì cái lỗi đấy nó vẫn được nhà phát hành duy trì một cách rất ổn định. Đấy, tôi phải nói thật là hơi bị thất vọng. Quá lâu cho một cái lỗi mà nó sẽ khiến cho rất nhiều các anh em chơi PC cảm thấy là sẽ là không muốn chơi nữa. Đấy, cảm thấy là bỏ game. Bởi vì thực ra tôi cũng biết, bản thân tôi cũng là người chơi PC, tôi cũng biết các anh em PC ấy đã quá quen với cái việc là chơi ở cái phiên bản PC rồi. Nó đẹp anh em ạ. Cái phiên bản cũ rất đẹp, phiên bản Epic nó rất đẹp. Đấy, ngoài cái việc đẹp ra thì nó rất mượt. Nhưng mà chuyển sang cái phiên bản mới ở PC bây giờ ấy thì thực ra là nó sử dụng là cái đồ họa của cái engine Unity. Đấy, thì nó nói thật với anh em là Unity thì cái chất lượng đồ họa của nó không bằng là cái phiên bản Unreal. Unreal Engine là ở trên cái phiên bản Unreal Engine 4 ấy. Đấy, là nó rất đẹp, nó rất là đẹp. Và không những thế nó rất mượt. Với những cái đồ họa kiểu dạng như này ấy, đồ họa capsule này nói thật với anh em là nó không nặng đâu. Nó rất là nhẹ nhàng thôi. Nên là cái việc chạy cấu hình mượt nó là quá dễ dàng đối với cả cái phiên bản Unreal. Đấy, những cái game bom tấn AAA là nó toàn là dùng cái engine đấy để mà nó có thể là xử lý về cái mặt đồ họa. Nhưng mà đến cái phiên bản hiện tại là dùng Unity, thì ra cái Unity đấy thì nó thiên về là làm game di động nhiều hơn anh em ạ. Đấy, các cái phiên bản Unity thì thường là cấu hình nó nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà không hiểu sao mà chuyển sang cái game này nó lại có những cái giật lag, những cái hình ảnh nó không được mượt mà cho lắm. Đấy, những cái đồ họa animation thì thực sự là rất chán, nhìn rất chán anh em ạ. Chán đời lắm anh em ạ. Tôi thực sự là tôi đã gắn bó với cái phiên bản PC trên Epic Game ấy cũng phải là đến 2 năm rồi. Đấy, cũng phải đến 2 năm là gắn bó với cái phiên bản mà được sử dụng đồ họa Unreal. Đấy, nên là tôi quen với các cái hình ảnh mà nó đẹp đẽ rồi. Và khi mà sang cái phiên bản này thực sự là nó rất là xấu. Không thể ngửi được, phải nói thật là như thế, không thể ngửi được.
rất xấu. Đấy, mà chưa kể nhá là các anh em mà chơi quen ở cái phiên bản PC ý, thì cái thao tác cái loot nó cũng khác. Đấy, mà bây giờ chuyển sang cái này thì nó khá là di động anh em ạ. Tức là mặc dù chơi trên PC nhưng mà nó lại khá là di động. Đấy. Thế nên là bây giờ chơi có khác gì di động đâu. Các cái thao tác của nó cũng khác. Các cái thao tác về chuyển đồ đĩa các thứ nó cũng khác luôn. Rồi vứt bài ra ngoài, vứt bài vào trong nó cũng khác. Nên là lại phải mất thời gian tìm hiểu. Đấy, làm quen cũng rất là mệt. Mà nói chung là các anh em mà đã chơi quen PC rồi, các anh em cầm vào điện thoại di động, các anh em cũng thấy là đánh kiểu nó bị kém đi ý. Nên là các anh em cũng chả chơi, các anh em cũng bỏ luôn. Đấy, là anh em cũng chỉ xem thôi. Hàng ngày là vào xem kênh tôi, xong rồi cũng là trò chuyện ở trên fanpage, là nhắn tin cho tôi bảo là bao giờ, hỏi bao giờ là có bản PC để còn biết đường mà vào mà chơi. Đấy, có phiên bản PC rồi nhưng mà đây vấn đề là nó lại không sửa lỗi. Tôi từ lấy giờ tôi nói đến cái việc là đồ họa xấu thì thực ra nó chỉ là phụ thôi anh em nhá. Nhiều anh em nào cũng chấp nhận là đồ họa xấu vẫn chơi được đấy, bởi vì cái gameplay nó hay. Đấy, đồ họa kể cả nó chuyển sang là cái thời kỳ là 8 bit thì tôi vẫn chơi thôi. Nhưng vấn đề ở đây nó là gì, nó là nó bị lỗi cái chớp màn hình ấy anh em. Đấy, cái lỗi đấy lỗi chí mạng rồi, cho phiên bản PC rồi. Đấy, có một vài máy bị và một vài máy không, anh em vẫn có thể chơi được. Đấy, còn có anh em thì nó sẽ bị chớp màn hình. Đấy, các anh em mà bị chớp màn hình thì chắc chắn nó bỏ game luôn. Tôi nói thật với anh em là cái lỗi chớp đấy thì không thể gửi được luôn. Nó chớp đến cái mức độ mà chóng hết cả mặt. Chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có thể là chơi được ở trong cái việc chớp liên tục như thế. Ui, chết rồi. Ui, con ốc của tôi, con ốc của tôi chết rồi, ăn không nhờ. Ôi, mất bố nó cái chuỗi rồi. Thằng này nó kẹp cái Exorcist với cả Beat. Exorcist, Beat uy tín quá. Với cả nó có nhiều 2 sao anh em ạ. Nó có nhiều 2 sao nữa. Nó có cung đen 2 sao. Đàm to. Tôi mỗi con ốc. Velom này. Chuyện này là tôi sẽ đi Beat nha anh em nhá. Tôi đầu game thì tôi cứ con nào mạnh thì tôi vứt vào thôi. Đấy, nói chung là có con ốc 2 tôi tận dụng 3 assassin này, rồi kẹp với cả ở cái hàng để mà 3 assassin kẹp với cái gì ngon ở level 5 thì tôi xin phép được kẹp là 3 goblin. Đấy, thế thôi. Nó đơn giản thế thôi chứ cũng không có gì phức tạp ở giai đoạn đầu game ở đâu. Cứ làm nào để trong trên bàn ấy nó có những cái đội hình mạnh nhất là được. Đấy, bởi vì tôi là theo phong cách là giữ máu chứ tôi không có chơi eco anh em ạ. Đây là như ví dụ như thằng này nhá, có 2 sao nhưng vẫn eco, anh em hiểu không? Đấy, nó khác nhau ở cái phong cách đấy anh em. Phong cách chơi khác nhau. Như tôi mà 3 assassin mà có hai mà có con 2 sao là sẵn sàng là bỏ vào luôn, đánh luôn. Ngại gì đâu. Trừ khi là không có một cái con nào nó mạnh cả thôi. Như chúng ta chả có cái con nào. Thì chúng ta ví dụ là cho toàn mấy cái con support, mấy cái con mà nó kiểu nó dạng như là con The Sock hay là con Deflector hay là con mấy cái con kiểu yếu yếu ấy, như là con rơi các thứ thì thực ra thì không chơi được. Hay là mấy cái con có những cái game mà tôi vẫn phải eco, đấy chính là những cái round đầu nó ra mấy cái con eco. Nó cho tôi mấy con eco luôn thì tôi chả buồn chơi nữa, bởi vì là mấy cái con đấy nó đâu có đánh đấm được gì đâu, đúng không? Mấy cái con kiểu God of Light này hay là cho kiểu quả round đầu cho gì nhỉ? Saudivo 2 sao đấy. Bây giờ mà round đầu cho Saudivo 2 sao tôi eco luôn. Không nói nhiều. Ủa. Cái chuyện này tôi tưởng là tôi to mà sao có nhiều thằng nó to thế nhở? Không ổn rồi, gặp thằng này nó còn bị đẩy nhiều anh em ạ. Xong rồi. Ui may cũng giết được một con, đỡ được 3 máu đấy. To quá anh em ơi. Đối thủ to quá. Hơi lợn này to ấy. Được. Được. Nhưng mà có lên 7 không nhở? Lên 7 hay vứt 3 mech? Thực ra vẫn muốn kiếm tí công nghệ mech để roll anh em ạ. Vẫn muốn là kiếm công nghệ mech để roll. Ở đây tôi có 3 con mech mà, nên là nếu mà thắng ấy thì ví dụ gặp mấy cái thằng ở phía dưới thì vẫn có thể ăn được đúng không? Để tôi xem là round tiếp theo tôi gặp thằng nào. Kevla. Gặp Kevla round tiếp theo. Chơi Nai à? 4 Nai rồi, mạnh đấy. Mạnh lắm. Mạnh nhưng mà thôi, tôi cũng chả up cấp đâu. Từ từ đã. Vẫn có cơ hội ăn. Ốc của tôi lên 2 sao mà. Ốc tôi lên 2 sao vẫn có thể ăn được.
Đây có cướp điên, ghép với cướp điên đã. My slingshot is aimed at you. Hand over the scallops now. Open your third eye and see. Bây giờ thực ra vẫn chưa đủ tiền lên 7 anh em ạ. Bây giờ mấy cái con beat này thì tôi không bán đi đâu. Ở dưới tí nữa tôi bán assassin, tôi bán mech đi thôi. Sắp là tôi chuyển rồi, sắp chuyển rồi anh em ạ. Tôi chơi beat mà. Tham tí anh em ạ, tham tí. Mình mạnh mà, mình hai con 2 sao mà. Ốc 2 sao rồi, có đồ. Tham tí anh em nhá, thắng ấy mà, làm sao mà thua được. Ui, sao thằng này tự nhiên nó ra cái con ngựa lên 2 sao kia. Tôi chết rồi, thế thì không ăn được. Tính toán sai rồi. Trời ạ, à, thì biết thế thì bỏ ra. Tôi mà nhìn thấy con ngựa 2 sao là tôi không để bộ mech vào đâu. Lấy nhìn thấy ngựa 1 sao mà, tự nhiên thành ngựa 2 sao thế này. Tôi mà thấy là tôi bỏ ra, tôi cho bit vào, tôi kẹp bit thôi. Chán thật đấy. Tính toán sai quá. Vừa lấy tôi sang ngó nó thì nó vẫn là 1 sao à. Tôi bật cái bảng lên thấy nó vẫn là 1 sao. Thế mà rồi cuối cùng nó lại thành 2 sao. Ảo thật đấy. Thôi tôi bỏ bit vào nhá anh em nhá. Bỏ bit vào luôn. Bit này nó sẽ thêm đam cho con ốc. Assassin này yếu lắm. 3 assassin không ăn thua. Như này thì vẫn tận dụng được 3 mech anh em ạ. Chưa bỏ mech vội. Đấy, tôi sẽ chọn là bỏ assassin. Đấy, eco này. Chuối là cộng 7 đấy. Chuối eco cộng 7 ngon đấy nhở. Eco chơi assassin. Eco chơi assassin đây. Eco chơi 9 sin. Ok. Bây giờ lên 7 là lấy thêm một viên ma lăng này. Đấy, cho cây vào lên 7 luôn anh em ạ. Nhìn đội hình này anh em thấy có 4 con 2 sao mà sao cảm giác vẫn không ăn được thằng nào nhá. Trận này toàn siêu nhân hay 2 sao nhở anh em nhở. Trừ cái thằng eco vừa lấy ra gần như là tôi chả ăn được cái thằng nào ấy. Ảo thật đấy. Tôi có 4 con 2 sao cơ mà. Lý do gì mà lại thua được nhở? Mà đấy là cái con cò của tôi là cái con ốc như nhá. Con ốc có lên 2 sao rồi mà vẫn thua được. Lạ thật sự. Thằng này thì ăn được. Hay quá, có thêm cái công nghệ mech roll. Giờ chỉ hy vọng roll ra được những cái con ở bộ bit ấy để form được là 6 bit sớm anh em ạ. 6 bit sớm thì dù sao thì nó vẫn ngon hơn. 6 bit sớm thì nó vẫn ngon hơn. Đều rồi. Rồi. Được. Rôn cái nhỉ. Level 7 là có được 6 bit rồi đấy. Kiếm con sâu với con gấu nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ chơi 6 bit kẹp với Whispersier. Đẩy cho nó đã. Không được rồi. Hết tiền rồi. Hơi toang. Được rồi, 4 bit luôn anh em ạ. 4 bit đã. Anh em nhìn cái đội hình mạnh chưa này. 5 con 2 sao ấy nhá. 5 con đâu 6 con 2 sao luôn đấy. Tôi có 6 con 2 sao đấy. Đội hình rất mạnh nhá. Nhưng mà gặp thằng này chưa chắc đã ăn được ấy. Mẹ, mấy đái thật. 6 con 2 sao mà gặp thằng này vẫn thua này. Thua được không? Đừng bảo thua nhá. Con mèo của nó còn 3 nguyên 3 con sống kìa. Không thua được. Đừng có thua rất là vớ vẩn. Level 7, 6 con. Đấy, level 7, 6 con 2 sao mà vẫn thua thì bỏ tay luôn đấy. Level 7 nó có level 6. Rồi. Mặc dù là chúng ta đã hết tiền nhưng mà hiện tại là đội hình là cũng tương đối là ổn áp nha anh em nhá. Ổn áp rồi. Chúng ta có 4 bit kẹp với cả 6 con 2 sao. Đấy, cây có thể gọi đệ thêm được 2 con 2 sao nữa. Thế là cũng được, ổn rồi. Bây giờ tích tiền thôi, tích tiền lên 8 lên 9 anh em ạ. Chơi chắc là tôi nghĩ là chơi ở level 9. Bộ beat thì chơi ở level 9 thôi. Hoặc là có thể ở level 8 tôi sẽ roll cái con cây lên 3 sao đã. Sau đó lên 9. K
cây là sẽ gánh một thời gian. Ok. Rồi, cứ dồn đồ chơi ốc lại nha anh em nhá. Rồi, cái món đồ này thì từ từ tôi không ghép cái búa sét đâu anh em ạ. Từ từ đã. Búa sét nó không phải là cái món đồ ngon ở trong cái bộ này, trừ khi là chơi Hunter thôi anh em. Chơi Hunter cầm búa sét đầu game thì nó mới uy tín, còn cái bộ này thì nó không cần búa sét. Nó cần những cái đồ khác. Nó cần chủ yếu là những cái đồ gây đam anh em ạ. Búa sét là một cái món đồ tốc đánh. Bởi vì cái bọn Hunter ấy là nó có sẵn đam rồi, đam nó to rồi nên nó cần tốc đánh. Đấy, bắn nhanh thôi. Gây đam nhiều bắn nhanh thôi, còn cái bọn này thì nó cần đam. Tốc đánh không cần. Bọn Beat này là nó cứ một phát là tất sát clear một phát thôi. Sau đó thì là dí bằng những cái stack. Đấy, 10 con dí 1. Đảm bảo là chiến thắng. Ui, nhìn này anh em, nhìn này. Mấy cái thằng này thì tôi nghĩ là tôi to lắm rồi nhưng mà không anh em ơi. Thằng này là nó rơi vào tầm khoảng 9 con hay là 10 con 2 sao. Đúng không? 10 con 2 sao à? Ui dồi ôi anh em ơi, to thế. Gặp cái thằng to thế nhờ. Mẹ. Ở level 7 mà có 3 cặp 10 con, chính xác đó là 10 con anh em ạ. 10 con 2 sao. Thế chịu rồi, chịu rồi anh em ơi. Mình cũng tính nhanh phết đấy chứ. Alo không? Cái này là chỉ có gì? 7 là 9 con thôi, 9 con thôi anh em ạ. 9 con. Ui, tôi tưởng là tôi to, cuối cùng là tôi cũng chả có chuỗi đâu anh em. Trận này mấy cái thằng kia nó còn to hơn tôi anh em ạ, to quá rồi. Còn siêu nhân cái thằng còn lại là cái thằng Kelak kia cũng to cơ. Đây này, thằng này cũng to luôn này. Ơ. 4 Glacier kẹp với cả 2 Warlock. 2 Warlock và 2 linh hồn luôn anh em ạ. À. Bây giờ kiểu kẹp linh hồn luôn sớm này, kẹp 2 linh hồn rất sớm luôn anh em ơi. Ui mà tôi vẫn ăn được, hay quá. Tôi là Beat. 4 Beat vẫn uy tín. Bây giờ có cái con kit, cái con God kit ấy. Nó quay trở lại nên là chúng ta có thể kẹp 2 linh hồn rất sớm nha anh em nhá. Cái bộ 2 linh hồn ấy, cái tộc linh hồn ấy nó mạnh đấy anh em ạ, nó rất mạnh. Đấy, nếu mà kẹp sớm được thì rất mạnh. Cái bộ đấy là nó cũng có thể gánh làm co đầu game đấy, gánh ở đầu game, giai đoạn đầu game là cũng khá tốt đấy. Nó không khác gì Kira kích sớm mà, hệ Kira kích sớm. Nhưng mà nó lại vào trong game là nó tăng máu luôn, nó tăng đam luôn. Chứ nó không phải hiến tế, nó không phải đợi hiến tế gì cả. Đấy, và hai con đấy thì nó cũng khá là mạnh. Ui anh em nhìn thằng này to không này. Nói chung là hai thằng có chuỗi bây giờ thì tôi không có cửa anh em ơi, nhìn nó to lắm. Avenger Clive 2 sao, rồng 2 sao luôn ạ. 6 Clive. Không ăn được, ui có thằng đi luôn đấy hả? Dã man. Có thằng đi luôn ở round 18 ấy. Sợ thế. Chuyện này đúng kiểu toàn siêu nhân luôn anh em ạ. Ghép cái Blink này. Ui ngon thế. Xin nhá. Blink cho cây. Cho nó gọi đệ đẩy nó nhiều anh em ạ. Ok. Ôi kìa. Cái thằng hợi lợn sao mất chuỗi kìa. Thằng hợi lợn toàn 2 sao. 9 con 2 sao mà mất chuỗi hả? Ủa, tại sao nhỉ? Thằng nào ăn? Thằng Cyper lại ăn đấy hả? Cyper 6 bit rồi anh em ơi. Ui ui, tôi gặp Cyper ở round này. Ui chết mẹ rồi. Thằng này nó còn kẹp cả con heo vào, nó đẻ nó kinh lắm. Ui vai cứt toàn thằng to này. Vãi cứt thật đấy, chết tôi rồi, trận này xuống hố quá anh em ơi. Ôi dồi, nó đẩy 16 máu ạ. 6 bit chưa? Vẫn thiếu một con, mẹ vẫn chưa có con sâu. Chưa có sâu. Chưa có sâu, và bây giờ mới ra cái con TB này. Fallen Witcher bây giờ mới ra anh em ạ. À. À anh em nhìn kìa,
Anh em nhìn cái bài của tôi nó cũng không hề yếu nhá. Anh em nhìn thấy cái bài của tôi nó đâu có yếu đâu. Với cái bài như này là nó cũng gọi là rất là to đấy. Ở đầu game, bình thường là với một cái bài mà 6 con 2 sao kẹp với 4 bit và một cái con ốc 2 sao làm co có đồ mà vẫn bị nó đẩy cho đến mức mà bây giờ round 20 chỉ còn 54 màu này. Trời ạ, hoang thật sự luôn đấy. Dã man thật đấy. Chết rồi anh em ơi, với cả tôi thọt tiền quá, tôi đéo lên được 8 luôn anh em ạ. Thôi bây giờ đổi nhá, bây giờ chơi ở 7 thôi. Tôi có ý định lên 9 nhưng mà không lên 9 nữa rồi. Bây giờ lên 9 thì chắc chắn chết anh em ạ. Thôi anh em ạ, tôi quyết định là tôi sẽ dừng lại ở 7 tôi luôn thôi. Sắp đi ở đấy, sắp đi ở nơi ở đấy. Bây giờ gặp thằng Beat tiếp lần nữa, gặp thằng Goblin là đi. Anh em ạ, bây giờ là cái công việc bây giờ chúng ta là sẽ phải dừng lại ở đây. Chúng ta roll 6 beat đã. Chứ còn bây giờ mà up lên 9 rồi đừng ngồi đợi beat nó ra thì chết. Không được. Rồi round sau nha anh em nhá. Tôi sẽ để một round nữa, round sau bắt đầu roll. Round này roll thì không kịp form, không kịp chuyển đồ anh em ạ. Không kịp chuyển đồ. Chín assassin. Cũng to rồi, cũng to lắm rồi. Mặc dù là hết tiền ở level 7 nhưng mà bây giờ là cũng to rồi đấy. Ôi nó còn cướp được cái con ấy của tôi ạ. Con sói của tôi ạ. Đẻ thêm hai con nữa, đau thế. 13 máu. Gấu 2 sao nhưng vẫn chưa ra sâu. Sâu ơi, mày ở đâu? Mày ra không? Đều rồi anh em ơi. Đều rồi, nhanh còn kịp. Nhanh còn kịp. Sợ quá anh em ơi, đồ còn chưa kịp ghép luôn. Ui, chết rồi. Đồ chưa kịp ghép anh em ơi. Thôi cầm tạm, có Blink rồi. Thêm cái hút máu nữa, ui mày thế. Thiếu cái búa xét thôi anh em ạ. Trận này hai thằng Goblin. Cẳng quá nhở. Rồi. Đấy, ở meta mới đây thì tôi nói cái vấn đề tranh cãi đấy chính là cái con TB này, Fallen Witcher này anh em này. Đấy, có rất nhiều anh em là nó đang bị hiểu sai con Fallen Witcher này. Đấy, tôi cũng xin giới thiệu cho anh em con Fallen Witcher là có một chút thay đổi nha anh em nhá. Một chút thay đổi mới mà thực ra là cái đánh giá là phế hay không phế hay là mạnh hơn hay là yếu hơn cái phiên bản cũ thì tôi xin được dành để cho anh em cảm nhận. Đấy, chứ còn tôi cũng không dám là coi như kết luận là như nào ở trên kênh. Không lại sợ drama này anh em lại chửi tôi chết. Bởi vì thực ra tôi mới chơi một trận thôi. Đấy, tôi cũng mới chỉ kịp hiểu cái cơ chế của TB thôi anh em nhá. Thế nên là vẫn có thể là tôi sẽ hiểu sai. Thì cần các anh em là phải vào các anh em trao đổi cái vấn đề liên quan đến sức mạnh của cái con này ở trong cái bộ nào trong meta mới thì mạnh. Tạm thời tôi chơi với cái bộ beat anh em nhá. Tạm thời sẽ chơi bộ beat. Đấy, thì tôi xin giới thiệu cho anh em cái skill mới của con này để anh em hiểu rõ cái skill, tránh cái trường hợp là như tôi ở cái trận vừa nãy tôi chơi là tôi đã bị hiểu sai con này và dẫn đến là một cái lỗi mà thật sự là nó xuống hố. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ xin giải thích cho anh em và những cái điều chú ý xung quanh cái con TB nha anh em nhá. Cái con này nó được thay đổi cái skill. Cái skill bây giờ thì nó vẫn là hóa hình thôi, nó vẫn sẽ là hóa hình và tăng đam, tăng tốc đánh. Tuy nhiên là cái tốc đánh và đam nó sẽ không mạnh như ngày trước. Đấy, ngày trước là nó sẽ mạnh hơn. Đấy, bây giờ nó chỉ còn có 50 đam thôi. Ở level 2 là chỉ được cộng thêm 50 đam thôi nhá anh em nhá. 2 sao cộng thêm 50 đam thôi. So với 150 đam của ngày trước thì nó đã bị giảm đi là 1/3. Đấy, ngày trước là cộng 150 đam ở 2 sao. Đấy, tốc đánh thì cũng 75%. Thì bây giờ nó giảm đi, nó chỉ còn 50% thôi. Khá yếu. Đấy, cộng 50 đam. Nhưng mà bây giờ nó có một cái hơn, đấy chính là nó biến ra là thêm một con nữa. Ở trên bàn cờ là nó sẽ thêm một con nữa hóa hình. Đấy, thêm một con nữa hóa hình thì cũng nó bù đắp lại cho việc là giảm đam. Đấy, nhưng mà cái hay ở trong cái hóa hình này là như nào? Thực ra tôi cứ nghĩ là hóa hình này là hóa hình cho tất cả những cái con ở trên bàn cờ. Và những cái con trên bàn cờ nó cũng có thể được hưởng cái hiệu ứng hóa hình khi mà nó cầm đồ. Đấy, nhưng mà không anh em ạ. Tôi đã có một cái trận đấu vô cùng thê thảm và phẫn nộ anh em ạ. Đó là một cái câu chuyện buồn. Và sau đây tôi cũng xin được kể lại câu chuyện buồn của tôi.
anh em nhá. Câu chuyện bắt đầu khi mà cái con chứa quỷ của tôi nó lên được 2 sao. Và tôi đang chơi bộ 6 bit anh em ạ. Đang ở level 10 anh em nhá. Đã có Kira. Câu chuyện bắt đầu. Ui dồi anh em ơi, chúa quỷ lên 2 sao này. Ui dồi, lên trước cả Fallen Witcher luôn. Thế thôi, dồn đồ cho con chúa quỷ đây anh em nhở. Ui anh em ơi, khỏe quá anh em ơi. Chúa quỷ lên 2 sao, full 6 đầu cam. Thế này bọn lại chết hết với tôi. Gặp beat này, mày chết. Chúa quỷ bờ linh xuống, hay quá. Ui dồi, con chúa quỷ của tôi đâu rồi? Ở kia, ôi dồi ôi, con chúa quỷ là biến thành con TB anh em ơi. Đéo có đồ luôn à? Ui chết luôn. Ôi dồi tôi chết rồi anh em ơi, ván này bị tăng beat nó đẩy nhiều quá. Con 17 máu không biết có đi luôn không đây. Ui ui, đừng ơi. Đi luôn mà top 4 ạ. Hiểu kiểu gì anh em ơi, tôi chết tôi rồi. Mẹ sai lầm rồi, sai lầm chết người rồi. Sai lầm của tuổi trẻ anh em ơi, đã phải trả một cái giá rất đắt. Úi dồi ôi, top 4 trừ điểm ạ. Vai. Đó. Đó là những cái gì mà tôi đã trải qua anh em ạ. Một câu chuyện buồn. Tôi có một con chúa quỷ 2 sao và tôi đã quyết định dồn toàn bộ 6 món đồ cam cho con chúa quỷ 2 sao. Và anh em biết cái điều gì xảy ra không? Cái con Fallen Witcher nó hóa hình, nó hóa ngay cái con chúa quỷ 2 sao của tôi với 6 cái món đồ cam, biến thành cái con Fallen Witcher. Và tôi toàn bộ những cái món đồ ở trên cái con chúa quỷ của tôi nó biến mất và thay thế bằng một con Fallen Witcher 2 sao anh em ạ. Đúng là mọi sai lầm sẽ bị trả giá bởi thời gian, công sức và tiền bạc. Dã man thật sự luôn. Đấy, sai lầm của tuổi trẻ anh em ạ. Nhưng mà rất may nhá, rất may là anh em ấy là nếu mà anh em chưa kịp chơi thì anh em cũng sẽ không mắc cái sai lầm đấy khi anh em xem cái clip này. Đấy, tôi xin nói trước anh em nhá là nếu mà anh em có ý định chơi Fallen Witcher làm co ấy thì tốt nhất là anh em chơi một mình nó thôi nhá, anh em dồn đồ cho nó thôi. Chứ em đừng có chơi con khác anh em nhá. Con khác ấy mà làm co ấy, ví dụ như Kalong chẳng hạn này, Secret Lancer là 2 này, kiếm hồn là 3 này, chúa quỷ là 4 này, toàn những cái con rất khỏe khi mà lên 2 sao mà em dồn đồ cho nó, anh em lại kẹp thêm một con Fallen Witcher thì anh em đã xác định là em đóng hòm ở đấy. Anh em nhá, anh em xác định anh em đóng hòm ở đấy nhá. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em về cơ chế hóa ở con Fallen Witcher nhá anh em nhá. Thứ nhất là khi mà lên 2 sao ấy thì anh em sẽ hóa được thêm một con. Đấy, sẽ có một con ở bên cạnh anh em sẽ được hóa thành Fallen Witcher. Và khi anh em có lên 3 sao thì nó sẽ hóa hai con ở bên cạnh cái con Fallen Witcher. Ui từ từ nhá. Kiếm hồn này. Kiếm hồn, con này phải chơi. Thôi, bán con sói đi. Kiếm hồn chơi anh em ơi. Tỷ lực kích hoạt Witcher kết hợp với cả linh hồn. Lên 9 luôn. Tạm thời bỏ con cây ra nhá anh em nhá. Đây. Có cái tộc linh hồn này vào khỏe hơn rất nhiều anh em ạ. Nó cũng không khác gì Kira đâu. Nên là tôi sẽ phải tận dụng ở level 9. Mặc dù là cũng muốn roll Fallen lên 3 sao nhưng mà thôi. Chúng ta ở level 9 chúng ta có một cái CLG mạnh anh em ạ. CLG này rất mạnh nha anh em nhá, rất mạnh luôn. Mạnh lắm anh em ơi. Cái đam của cái bọn linh hồn này nó rất mạnh. Đấy. Em thấy không? À, bây giờ tôi muốn giải thích cho anh em nhá. Cái thứ nhất là lên 3 sao ấy thì nó sẽ biến thêm hai con đúng không? Đấy, hai con Fallen Witcher nữa. Và nó sẽ biến từ hai con cờ khác ở trên bàn cờ nha anh em nhá. Kiếm hồn lên 2 sao, dã man thật sự. Thôi không. Tôi sẽ đập trứng cho kiếm hồn anh em nhá. Tạm thời. Sắp chết rồi anh em ạ. Không đợi Fallen 3 rồi đâu. Tôi sẽ đập trứng cho kiếm hồn, sau đó tôi sẽ chơi kiếm hồn. Dồn đồ cho kiếm hồn thôi anh em ạ. Bình tĩnh. Đấy, Fallen Witcher thì cũng phải cẩn thận là bỏ ra nhá anh em nhá. Đấy, tôi nói cho anh em từ cái ván trước rồi. Tôi đã có cái kinh nghiệm rồi nên là tôi sẽ không bao giờ tôi để cái con Fallen mà kẹp với cả kiếm hồn đâu. Khi mà kiếm hồn cầm đồ đâu anh em. Kiếm hồn cầm đồ thì thôi Fallen nhá anh em nhá. Còn Fallen vào ấy là chỉ có Fallen cầm đồ thôi. Còn con khác thì không cầm. Có 5 đô mà cầm đồ là Fallen nó hóa thành cái con khác là mất đồ đấy anh em. Nhá. Đừng có dại gì mà ấy. Ui anh em nhìn con kiếm hồn nó chém một phát chết con kìa.
Dã man thật sự ấy. Điêu thật. Ui, đam to thế. 10.000 đam cho kiếm hồn. Dã man. Kiếm hồn thậm chí không kẹp full lần vào luôn. Quá khỏe anh em ạ. Rồi. Khỏe quá anh em ơi. Tôi vớ vẩn là tôi lại còn đang ngon đấy chứ anh em. Nhìn thấy thôi lại khỏe rồi này. Vừa lấy năng thuật tiền nó thật level. Bây giờ cũng level 9 rồi. Chơi bộ này chỉ cần chơi ở level 9 thôi nhá anh em nhá. Chơi ở level 9 là đủ bộ rồi đó. Nếu mà không phải kẹp Fallen vào thì chơi ở level 9 là đủ bộ rồi. Đấy còn lên 10 thì chỉ nhét thêm con Fallen vào thôi. Còn 9 là tí nữa là Kira cái điếc vào là ok ổn áp luôn. Đấy bây giờ mà ra được món đồ Kira ở round này là tôi bỏ con cây đi, tôi cho Kira vào là nó full line up rồi. Đấy mạnh nhất ở level 9 rồi. Lên 10 thì kẹp con Fallen vào thì nó phải đánh Fallen 3 sao cơ. Được, chắc là tôi vẫn dừng lại ở 9 tôi đôn Fallen thôi anh em ạ. Nếu mà trận đấu này nó có thể là nó kéo dài được đến lúc mà con Fallen lên được 3 sao và tôi dồn đồ cho nó tôi lên 10, khó đấy. Trận này bây giờ tôi đang có con kiếm hồn rất mạnh ở đây rồi. Không biết là bọn nó có chịu nổi không, chứ còn bây giờ kiếm hồn với một gặt một con anh em ạ. Dã man. Đấy là tôi còn chưa có cái món đồ Kira đâu đấy. Có món đồ Kira thì còn to nữa, đam còn to nữa. Đây rồi, lấy chứ, lấy chứ, lấy chứ. Đấy, thế nên là nếu mà tôi lấy món đồ Kira ấy, là tôi sẽ phải bỏ cây đi, cây 3 sao đi. Không kẹp được nữa anh em. Nó cho Kira vào là tức là phải lên 10. Mà lên 10 tôi xác định nó chưa full lần rồi anh em ạ. Đấy, bỏ con cây này hơi phí. Bình thường là tôi cũng sẽ chơi cây đấy. Chứ tôi chả có chơi con full lần làm gì đâu. Đội hình mạnh là nó phải là con cây này kẹp vào anh em nhá. Cây này kẹp beat rồi mới khỏe. Đấy, còn con full lần thì chơi làm cái gì. Con này tôi nói thật với anh em là đối với tôi nhá, có full lần kẹp beat bây giờ không ngon anh em ạ. Làm sao mà ngon bằng cái bộ này được. Đây này, tôi bộ này chơi ở 9 thôi. Tôi cho anh em xem là nó chỉ mất 9 con thôi, nhưng mà nó có cả Warlock, nó có cả là Kira. Đấy, 6 bit. Quá mạnh rồi. Lên 10 là, nói chung là chỉ kẹp một khống chế nữa là xong. Kẹp một khống chế nữa là xong. Đấy mà con Fallen vứt vào cái bộ này thì phế toàn tập luôn, bởi vì làm sao? Nó biến cái con 5 đồ của tôi thành một cái con phế vật. Đấy, không có đồ. Mà 5 đồ 2 sao với cả Fallen Witcher 3 sao thì tôi nghĩ là lên cái con 5 đồ 2 sao nó còn dễ hơn cơ. À, tôi sẽ không chọn ở cái bộ beat. Đấy còn cái con Fallen này nó ở trong cái bộ nào khác ấy mà nó mạnh thì chắc là tôi chưa tìm ra anh em nhá. Anh em có thể đã tìm ra rồi thì anh em thể gợi ý cho tôi để tôi có thể làm cái bộ đấy. Đấy còn bây giờ tôi chưa tìm ra, tôi vẫn chưa tìm ra nhá anh em nhá. Có thể, rất có thể là nó sẽ là đánh với một cái bộ khác. Ok, chúng ta sẽ có cái clip sau, tiếp theo chúng ta sẽ chơi tiếp cái con này. Tôi sẽ thử cái con này test Fallen với bộ Goblin, với bộ Feather. Đấy, với rất nhiều những cái lineup khác nhau. Kiếm để xem cái con Fallen này liệu rằng nó có thể chơi được với những cái lineup nào hay ho. Anh em nhá. Đấy, tôi sẽ thử xem là những cái lineup nào thì cái con này nó mới phát huy được cái hiệu quả của nó. Đấy, thậm chí tôi có thể chơi với cả cái lineup God. Một cái ý tưởng rất hay. God đỏ kẹp Fallen, biến tất cả các con trên bản đồ thành con Fallen Witcher. Được không nhỉ? Ui anh em ơi, gặt một phát chết con luôn này. Ảo thật sự. Phải quá anh em ơi. Kiếm hồn to quá rồi anh em ạ. Ui tôi giết hết cả assassin các thứ. 9 assassin cũng đi rồi kìa. Cứ đi nhà nào nhà đấy chết á. Sợ thật. Khỏe quá anh em ơi. Ui thật sự là như thế luôn ấy. Khi mà tôi có con kiếm hồn này 2 sao tôi cũng chẳng muốn là dồn đồ cho Fallen nữa đâu anh em ạ. Nó khỏe quá rồi. Trời ơi. Kiếm hồn này thực sự rất khỏe luôn ấy. Tôi không hiểu tại sao mà cái đam của con này nó to đến cái cỡ như thế nhở. To đến cái mức độ mà nó chỉ cần chạm nhẹ vào con Velom ở đằng sau kia, Velom bay màu luôn nhá anh em nhá. Velom gần như là bay màu luôn. Đấy, tôi bờ linh xuống tôi chạm phát Velom bay màu luôn. Đam nó to đến cái cỡ như thế cơ mà. Anh em nhìn này. Ui không, bây giờ nó Velom nó. Ui anh em nhìn con Velom không? Con Velom bay màu luôn thật kìa. Velom bờ linh xuống bay màu luôn kìa. Ui giời ơi anh em ơi. Anh em thấy rõ ràng không? Anh em thấy cái rõ ràng chưa? Con Velom nó bay màu luôn nhá anh em nhá. Con kiếm hồn nó gặt đúng một phát con Velom bay màu. Nó dồn toàn bộ đồ cho con Velom ở đây nhá anh em nhá. Dồn toàn bộ đồ cho Velom để đánh Kira beat đấy. Mà anh em thấy là cái quả vừa rồi không?
cái con kiếm hồn tôi luôn gắt chết con Velo trong một phát đầu tiên luôn anh em ạ. Mẹ, quá căng thẳng luôn ấy. Kiếm hồn đam to thế nhở. Một hit chết luôn. Đấy, mà nó dồn đồ đấy nhá. Bảo có tướng dồn đồ nó cũng phải 2-3 phát chứ làm gì một phát. Không, một phát, đúng một phát luôn. Quá căng anh em ạ. Đúng một phát là Velom chết. Tôi bờ linh cái bóng xong cái bóng nó quay ngược lại, nó đấm con Velom ở phía dưới luôn này anh em này. Em nhìn nhá, em nhìn lại này, em nhìn lại này. Bờ linh này. Ôi không, bây giờ lại dồn đồ cho cáo rồi. Ui nhưng mà con cáo chết luôn này. Không không không, cáo chưa chết. Ui cáo chết luôn này. Ảo vậy, cáo ơi, cáo sao nó đứng xa mà nó vẫn chết được nhở. Ui tôi chả kịp nhìn gì luôn ấy. Thề. Sợ thật sự. Ủa tại sao nhở, tại sao lại như thế nhở. Con cáo nó bay ra đằng sau nhá. Thậm chí nó còn đứng rất xa. Lúc đấy nó còn đang đứng rất xa mà nó lại nhận đam từ cái gì không biết. Nó nhận đam từ cái gì đấy anh em. Tại sao nó có thể lăn ra nó chết được nhở. Ui rồi chắc là tôi cũng phải hết clip này. Tôi cũng phải quay lại tôi xem là nó như nào mới được. Rồi anh em thấy cái clip này nó bổ ích cho anh em thì anh em hãy để lại tôi một like nhá anh em nhá. Nếu mà anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để tiếp tục xem những cái clip nhận định update của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những siêu phẩm đầu năm ở trên kênh Game Today, khi mà trận đấu đấy tôi gặp top 1 server anh em nhá. Gặp top 1 server và một cái trận đấu cân não đến phút cuối cùng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một cái siêu phẩm mang tên Phượng Hoàng Bất Tử. Nếu mà anh em chưa xem, anh em có thể xem anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi thì anh em có thể ủng hộ cho tôi bằng cách donate cho tôi qua hệ thống Super Chat cũng như qua Momo. Hoặc anh em cũng có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.